Chị Mập thân chào tất cả các em. Hôm nay là chị sẽ quay về một bộ sưu tập những whisky khổng lồ. Thì chị đã sưu tầm được 20 mẫu whisky khổng lồ. Hôm nay chị sẽ quay cho các bạn xem nha. Nó rất là to, cái chiều dài của nó 27 đến 30 mấy xăng gì đó. Một gang tay này của chị Mập là 20 xăng này. Thường thường là cứ một gang tay của người lớn ấy, là 20 xăng, 20 đến hơn 20 xăng một chút xíu. Mà cái em này thì rất là cao. Đó, to chưa? Chị sẽ review từng bé nha. Cái em này bên chị Mập đang bán hình như là bao nhiêu nhỉ? Chị không nhớ rồi. Lát à, chị có đăng hình lên rồi. Thì bạn nào mua thì gửi cái hình đó cho chị Linh và chị Ngân sẽ báo giá thôi nhá. Còn bây giờ nào hỏi giá là chị quên đời rồi. Khoảng chừng 450, 500 gì đó. Mà cái em này thì rất là to luôn. Các bạn nhìn cái mắt của em đó này. Được vẽ một cái lớp sơn, mà sơn cái lớp sơn này nó rất là bóng. Mắt này vẽ bóng, rất là bóng. Nó to lắm, cho nên là khi mà chúng ta bóp ấy, nó dạng như là nó khó đối với tay của chúng ta. Nhưng em này thì chị thấy không chậm tăng lắm. Chúng ta trưng thì đẹp, chị thấy em này là không chậm tăng lắm. Đây, các bạn xem, cái sự chậm tăng của nó không được nhiều. Với lại cái lực để mình bóp vào một cái to như thế này ấy, nó cũng hơi khó. Đó, thì em này có giá là 450 hay 500 gì đấy. Nói chung là chị mà không nhớ giá thì là chúng ta sẽ hỏi, chúng ta sẽ gửi hình sang để hỏi ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tới cái hamburger mèo này. Đó, chúng ta sẽ tới cái hamburger mèo này, cũng rất là to luôn. To hơn cái em hồi nãy luôn ấy. Cái độ to rất là to. Nó to khủng khiếp. To quá. Không biết bóp cái kiểu nào nữa đây. Thì em này có giá là 600.000. Đó, em này có giá là 600.000. Tất cả những cái em này sẽ có bao bì đựng trong một cái túi dạng như là túi hộp quà, túi quà như thế này. Đây, cái dạng túi quà như này đây. Đó, chúng ta sẽ cho vào trong đây. Nó to quá thể nhỉ. Nó to quá thể cho nên là khi mà bỏ vào quay như thế này, cái màn hình nó cũng không hết được luôn ấy. Đó, sẽ cho vào như thế này ha. Và chúng ta sẽ túm lại. Đó, nó to lắm. Khủng khiếp luôn. Chị lại thích những cái em to như thế này. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ tới là em panda trứng. Đây, em panda trứng này còn to hơn là cái em hamburger này luôn. Đấy, các bạn nhìn xem còn to hơn luôn. Rất là to. Khủng khiếp luôn. Thì em panda trứng này hình như là cũng khoảng tầm giá 600 gì đó. Nó một em này chắc phải bằng gấp 10 lần cái em 80.000 ấy. Nó to lắm, cho nên là khi mà cái lực mình bóp mình phải gồng mình bóp, không biết bóp kiểu gì được. Cái này chỉ để chúng ta bế đi chơi, làm như là kiểu dạng gấu bông, hoặc là làm gối đầu để ngủ, ví dụ như thế, hoặc là trưng ở bàn học hay gì thôi. Chứ cái này mà kiểu dạng như là chúng ta mà xả stress ấy, mà bóp những cái whisky nhỏ ấy, chúng ta có thể ghi nó, chúng ta bóp nó được. Chứ còn em whisky này á, mình bóp mình càng ức chế, tại vì nó to quá mình không bóp được nó mà. Những cái em whisky nhỏ nhỏ khi mà chúng ta kiểu giống như gọi là chúng ta bị chết ấy, là chúng ta sẽ bóp những cái đó, bực tức cái gì bóp những cái đó. Còn cái em này á, có bực tức có bóp không nổi, to lắm không bóp nổi. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ tới cái AM cái bắn này gọi là bắn bút đinh hả? Hay là gọi là bắn gì nhỉ? Chị không biết là bắn này gọi là bắn gì. Bắn nướng. Chị thấy cái vị 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 như thế này nó dạng giống như là nó nằm bị hằn ở dưới cái vị nướng ấy. Đây, và ở trên đây có phô mai, có một cặp mắt rất là dễ thương. Cái chiều dài này của nó là 10 xăng. Thấy ở trong ghép ghi là như thế, chị không, chị thì chị không có đo đâu. Đó, cũng rất là to luôn. Cái này là 400 mấy, 500 gì, khoảng chừng 400 mấy trở lên nhá. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ tới một cái em donut kỳ lân. Donut kỳ lân. Donut, donut, donut. Đây, đây là em donut này giống y chang như em donut của mà cái hãng Bunny Cà Phê. Đúng rồi, của hãng Bunny Cà Phê. Thì Bunny Cà Phê hoặc là hãng Bunimaru nó cũng có cái loại kỳ lân như thế này. Thì cái em này được mô phỏng giống giống cái em đó, nhưng mà nó lại là khổng lồ nhá. Nó không phải là hàng jumbo, nó không phải là hàng mini, mà nó là hàng khổng lồ. Cái kia thì nó chỉ khoảng chừng bằng như vậy thôi. Cái kia là khoảng chừng 10 xăng. Còn cái to hơn nữa thì khoảng chừng là 14 xăng. Còn cái này là 27 xăng nhá. Cái này là 27 xăng, có nghĩa là nó gấp 3 lần luôn ấy. Cái kia 7 xăng. Đó, nó rất là to, các bạn xem nó rất là to này. Em này thì dễ bóp hơn, tại vì cái chiều này của nó chỉ có 10 xăng, nó dễ bóp hơn là đối với em bắn hamburger mèo và em bắn đa trứng.
Rồi chúng ta sẽ sang mẫu khác. Rồi tiếp theo là cái em donut mặt cười. Cái em donut mặt cười này bên chị Mập cũng vẫn đang là có, đang là bán, nhưng mà chỉ là loại nhỏ xíu thôi. Thì cái loại đó có giá là 60.000, còn cái em này thì có giá là 400. Hình như là em này là rẻ nhất trong cái hàng combo, trong cái hàng jumbo ngày hôm nay chị về có em này là rẻ nhất, có giá là 400 thôi. Thì cái em này đấy các bạn nhìn này, tại vì nó bé, nó nhỏ cho nên là cái độ này của nó cũng ngắn ấy, cho nên là cái lực bóp của chúng ta sẽ bóp được. Còn những cái to quá thì thật sự là chúng ta phải gồng lên để chúng ta bóp, hơi cực. Có sao chị nói vậy à, chứ không phải là bảo là chị bán sao là chị có vẻ như chị chê, không phải. Tại vì cái nào chị cảm thấy là chị có thể bóp được, hoặc là cái nào chúng ta chơi mà nó dễ thì chị cũng nói. Còn những cái jumbo này thật sự là nếu như chúng ta mua để dành làm gấu bông hoặc là làm một bộ sưu tập collection về cái loại to ấy, thì chúng ta nên mua những cái loại này. Còn chơi bình thường ấy thì mua những cái loại này bóp cực lắm. Đấy. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tới bánh dứa. Bánh dứa thì là chị Mập có hai loại. Bánh dứa này không phải là hàng của hãng Buni, không phải của hãng Buni Baru nha. Bánh dứa này là của bình thường. Hàng fake thôi, không phải là hàng của Buni Baru. Thì có hai màu nhá, màu hồng, dâu và bánh bánh nướng kiểu về dạng của bánh nướng. Thì nó cũng to như cái bánh của Buni Baru luôn. Nó cũng to y như vậy. Cái này ấy, chúng ta dễ bóp là tại vì là nó có những cái khối như thế này. Chúng ta nhìn nó đồ sộ nhưng thực tế là những cái khối như vậy là những cái khối G. Cho nên là chúng ta nhìn thấy nó không có như cái một khối trụ cục như cái em banda kia khó bóp. Còn em này thì dễ bóp, nó làm phồng phồng lên vậy thôi, nhưng mà nó là cái khối rời này đấy. Các bạn nhìn xem, nó là những cái múi rời ra nên chúng ta bóp cũng dễ, giống như kiểu donut ấy, chúng ta bóp cũng rất dễ. Cái em này thì có giá là 450 nhá. Em bánh nướng này, bánh dứa này có giá là 450. Khi chúng ta bóp lên có một luồng khí, có một cái luồng khí, các bạn có nghe thấy không? Có một cái luồng khí đó, làm gối đầu thì rất là xinh. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tới cái bánh sinh nhật này. Cái bánh sinh nhật này nó được mô phỏng giống như một cái bánh sinh nhật to của chúng ta luôn. Đây là cái loại bánh 6 dâu. Thì bên chị Mập đã có cái loại 6 dâu nhỏ xíu 35.000, 6 dâu to hơn một chút xíu là 70.000. Còn cái em này thì có giá là 600 hay 650 gì đó. Nó rất là to. Cái khổ của nó rất là to, khổ của nó còn to hơn cả cái bánh nướng này, cái bánh dứa này luôn. Đó, khổ của nó còn to hơn luôn. Nha, khổ của nó to và dày hơn luôn. Đây. Thì chúng ta có thể làm bánh sinh nhật cũng được, to lắm. Đó. Ui, cái em này khó bóp. Ui. Gồng lên mà bóp ấy cũng tương đối là chậm tăng nhá, nhưng mà gồng lên mà bóp, khí ở trong rất nhiều. Ui. Đó. Có ai chơi trò chơi một cực hình như chị không? Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ tới cái em ngựa unicorn này. Em ngựa unicorn này hồi nãy chị có quay một em ngựa kia, nhưng mà em ngựa kia là ngựa khác nhá. Đây chị cho coi lại mẫu. Em ngựa này là ngựa tóc dài. Em ngựa này là ngựa tóc dài, còn ngựa này là cái con ngựa này là cái ngựa ngựa bay á, có cắn. Ừ, chắc là ngựa bay. Ngựa bay, ngựa unicorn thì như thế nào chị không hiểu. Đây, nó rất to các bạn nhá, thì có hai màu. Màu trắng và màu galaxy hay màu cầu vồng gì đó. Đây, đó. Cái chi tiết của nó cũng rất là đẹp luôn. Đấy, em này tương đối là dễ bóp, tại vì những cái này nó nhỏ nhỏ mà. Đó, chúng ta dễ bóp thấy không? Đó, những cái này chúng ta dễ bóp, còn những cái to thì khó, thật sự là rất là khó bóp luôn. Chậm tăng vừa phải, tương đối nha. Đó. Cái chất whisky là whisky dính. Khi bóp vào chúng ta thấy có chất dính, nhưng mà thường thì whisky dính thì nó lại chậm tăng hơn là những whisky mà cái chất của nó khô. Đó, whisky dính. Cái em này hình như là cũng có giá là 450 gì đó. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tới cái bánh hamburger. Ui, bánh hamburger này cũng rất là to. Này, nó cũng gần giống như là cái bánh bánh sinh nhật với lại bánh dứa hồi nãy ấy. Nhưng cái thế của cái em này khó bóp quá. Thế của em này khó bóp, nhưng cái em này thì nó sẽ rất là khó hư. Tại vì theo kinh nghiệm bán whisky của chị ấy, những cái bạn mà nó trơn tru, nó không có những cái góc cạnh gồ ghề, ví dụ như những cái em thú này, thì chúng ta sẽ bị rất là dễ rách ở những cái khớp này. Đó. Còn riêng những cái em này thì chúng ta sẽ khó rách hơn, tại vì nó không có một cái gờ hoặc một cái góc cạnh hiểm nào để chúng ta khi chúng ta bóp và nó làm gãy cả. Thì cái em này chơi em này thì là sẽ không dễ bị rách. Thơm mùi sao có nghĩa vẻ như là thơm mùi đào.
Rồi bây giờ tới bắt đầu tới cái em cún này. Nó to lắm các bạn ạ. Nó to ơi là to, nó to hơn em ngựa kia luôn này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nó to hơn cả con ngựa này luôn. Cái chiều dài của em cún này hình như là 32 xăng hay là 27 xăng gì đó. Chất liệu của em này cũng là Wixi, cũng là cái chất dính luôn. Bóp vào nó cũng thấy nó dính dính. Đó, cũng chậm tăng vừa phải nhá. Chậm tăng vừa phải và cái mặt của nó thì rất là xinh, đang gặp một cục xương. Em này giống là em chó đốm. 101 con chó đốm. Chó bố đây. Đó, em này có giá là 550. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ về trái cây. Nãy giờ về bắn và thú rồi, bây giờ chúng ta sẽ về trái cây. Ừ. Nó thơm giống mùi táo bơm xanh đấy nhỉ. Thơm á. Rồi, đây là một nửa trái táo bơm. Nửa trái táo bơm mà ở nhà mà các bạn hay được mẹ, ba mẹ cắt ra cho ăn ấy. Thì khi chúng ta cắt ra sẽ thấy hai cái hạt. Tùy nhiều hạt hay là như thế nào, nhưng mà ở đây thì chỉ thấy có hai cái hạt. Thì cái em này rất là mềm. Em Gucci này rất là mềm luôn. Nó mềm đến cái độ mà mong manh ấy, rờ vào một cái là ín ín, một cái là nó kiểu như bị sụp sụp xuống rồi đây, nó rất là mong manh. Trong bụng của em này rất là nhiều khí, chúng ta bóp vào rất là nhiều khí luôn này. Em này rất mềm. Liệu của em này rất là mềm, cái liệu dính luôn, rất là mềm. Và cái thế của em này bóp dễ này. Đã chưa? Thì em này có giá là 450 hay là bao nhiêu đấy. Nói chung là chị không nhớ nhá. Lát nữa, anh chị có đăng lên rồi thì các bạn cứ hỏi giá đi, chị không nhớ. Đây là em dâu. Dâu thì chúng ta sẽ có hai màu, màu đỏ và màu galaxy. Chị nhớ là em dâu này thì có giá là 450 đây. Đó. Đã chưa? Ôi ôi, muốn ăn luôn đấy. Đó, dâu này có giá là 450 nhá. Có hai màu galaxy và màu đỏ. Có giá là 450. Thơm mùi dâu. Thơm mùi dâu và quyện mùi bắn. Cái này thơm mùi dâu giống như, nhưng mà không phải là rõ của cái mùi dâu, mà giống như là ở trong bắn mà nó có vị dâu, nó hòa quyện vào mùi bắn, mùi vani với mùi dâu ấy. Nhưng nó không hẳn là mùi dâu hẳn. Nó có cả hương vị bắn ở trong đây nữa. Có vị bắn với vị dâu. Đó. Chị bóp được ở dưới đây thôi, tại vì dưới đây nó nhỏ. Còn ở trên đây nó to quá, không, bàn tay của chị to như thế này đây, các bạn nhìn bàn tay to như thế này. Nhưng mà không thể bóp vào như vậy được, tại vì nó quá to. Đó. Đây là quả dâu Galaxy nữa nha. Cái giá là 450, chị bóp được ở dưới đây thôi. Dùng hết sức bình sinh để bóp nó. Đó, cũng chậm tăng vừa phải nha các bạn nhé. Rồi. Tiếp theo là em quả dứa tây. To chưa? Quả dứa tây thì cái quả dứa này ấy, nó xuất xứ từ Thái Lan hay sao ấy. Bên mình cũng có. Nó cái vỏ của nó, thay vì những quả dứa ta của chúng ta nó có những cái mắt mà nó sần sùi, nhưng quả dứa tây này thì nó mịn như thế này luôn. Nó mịn như thế này luôn chứ nó không có sần sùi gai gai như quả dứa ta của mình. Sao nó to quá. Thật sự là chị chưa quay cái clip nào chị bóp cái sim chị cực như cái clip này, tại vì nó quá to. Chị phải gồng lên để chị bóp. Đó. Thì em này thơm mùi dứa. Thơm mùi dứa mà có cả cái vị như của trái. Có bạn nào biết trái điều không? Trái điều là ở dân Long Khánh hoặc là trên phía Long Khánh hoặc là trên phía Gia Kiệm ấy là trồng điều nhiều. Nghe mùi y như giống như mùi điều luôn. Rồi, cái cuối cùng trong bưu phẩm của trong cái bộ sưu tập về combo ngày hôm nay đó là trái bưởi. Chị Mập sẽ order thêm cái bưởi này để Tết, chị Mập sẽ trưng ở hai cái mâm ngũ quả, rất là đẹp. Cái liệu này y chang như liệu của trái táo luôn, nó cũng mềm y chang như vậy. Rờ và nó mềm mềm, nó nhũn nhũn ấy. Đó. Và thật sự là nếu như chúng ta mua cái quả bưởi này thì nó sẽ, chúng ta chơi nó sẽ rất là hiếm để mà rắt được, tại vì nó không có một cái gờ nào cả. Nó không có một góc cạnh nào để chúng ta bóp nó để rắt được cả. Và cái Wixi này thì ui, nó rất là trọng tăng luôn này. Thì ở trong cái bưu phẩm ngày hôm nay, trong cái bộ khổng lồ ngày hôm nay, thì chị Mập đánh giá được rằng cái bánh này, cái quả bưởi này, quả táo và hai cái bánh dứa này có vẻ chậm tăng, với cái bánh donut mặt cười nữa, là có vẻ gọi như là, nếu chúng ta có thể gọi là siêu chậm tăng, còn những cái mẫu kia thì là chậm tăng vừa. Đây là 20 mẫu mà chị Mập đã về, là những cái hàng jumbo đó chị Mập đã về. Thì bạn nào đặt hàng thì nhanh tay đặt hàng nha. Tại vì cái này
Chỉ mà về số lượng không có nhiều đâu. Mỗi một mẫu chỉ 5 cái thôi, chứ không có về số lượng nhiều. Không có cái bọc nào đựng bừa với nó. Chị không có về nhiều tại vì là cái whisky này chị nghĩ là chúng ta sẽ mua về một bộ sưu tập về whisky khổng lồ thôi, chứ ít khi bạn nào mà chơi mà bóp cái này lắm. Đấy, như hồi nãy chị nói ở clip đầu tiên đó, nó rất là cứng. Rồi, video của chị đến đây là kết thúc. À, có mấy thùng whisky về nữa, nhưng mà chắc là ngày mai chị sẽ quay nhá. Hôm nay chị sẽ đăng cái này trước thôi.